Sống Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, khi làm thịt gà, đến phần mề gà, mọi người có thường thấy một lớp màng màu vàng phủ mặt bên trong của mề gà không ạ? Chắc chắn đa phần chúng ta đều dùng dao và bóc sạch lớp bọc ấy đi đúng không nào? Nếu mọi người đang có thói quen như vậy thì thật lãng phí, chúng ta đang bỏ đi thứ được coi là quý như đông trùng hạ thảo rồi đấy ạ. Màng mề gà là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền với tên thuốc là kê nội kim. Mề gà bổ đôi, bóc lấy lớp màng màu vàng phủ bên trong của mề, cần nhẹ tay để khỏi làm rách, sau đó rửa sạch và phơi khô. Cụ thể thì công dụng của bộ phận này như thế nào và sử dụng ra sao để có tận dụng như một vị thuốc quý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Rất nhiều bạn trẻ thích ăn mề gà nhưng lại không biết trong mề gà có báu vật. Trong quá trình làm gà, bên trong mề gà có một lớp vỏ màu vàng phải lột ra, mà chính cái lớp vỏ này lại là báu vật. Đừng vội vứt đi, lớp này được gọi là màng mề gà. Người xưa đều biết rằng nó có công dụng hỗ trợ tốt cho việc tiêu hóa. Theo lương y Vũ Quốc Trung, bên trong mề gà có một lớp vỏ màu vàng phải lột ra. Chính cái lớp màng mề gà này lại là báu vật đừng vứt bỏ. Lớp này được gọi là màng mề gà hay còn gọi là kê nội kim, có tác dụng chữa bệnh dạ dày, rối loạn tiêu hóa, tiêu thức ăn cực kỳ hiệu quả. Màng mề gà tiêu hóa được những thức ăn cứng, cho nên nó rất có hiệu quả cho việc điều trị chứng thức ăn tích tụ, khó tiêu, nhất là đối với trẻ con bị đầy hơi, khó tiêu, lương y Vũ Quốc Trung thông tin. Lương y Trung lý giải, màng mề gà có vị cam, tính ôn, ấm vào các kinh tỳ, vị, tiểu, tràng và bàng quang, có tác dụng tỳ tiêu thực, sắp tinh chỉ di, thông lâm hóa thạch. Lương y Vũ Quốc Trung cũng khuyến cáo mọi người đừng coi màng mề gà là phế liệu. Ông chia sẻ cách giữ màng mề gà khi mổ để làm thuốc như sau. Sau khi mổ gà lấy mề, lập tức bóc lấy màng rồi rửa sạch phơi khô, rửa nhẹ tay để thức ăn sót lại trôi hết, màu vàng càng đậm càng tốt, trên mắt có nhiều nhăn. Màng mề gà là vị thuốc quý trong y học cổ truyền với tên thuốc là kê nội kim. Mề gà bổ đôi, bóc lấy lớp màng màu vàng phủ mặt trong của mề, cầm nhẹ tay để khỏi làm rách màng, rửa sạch, phơi khô. Dược liệu là những tấm mỏng meo mó hoặc gần hình tròn, dài và rộng gần bằng nhau. Mặt ngoài màu vàng óng hoặc nâu vàng, có khi bị hơi màu lục, có những vết nhăn dọc, rất giòn, dễ vỡ vụn. Khi dùng rửa qua, thái miếng, sao với cát cho phồng. Còn khi rang thì cho to lửa và cho vàng đen. Màng mề gà có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, giúp tiêu hóa, chữa chứng đau bụng, ăn uống kém, bụng đầy trướng, khó tiêu, đại tiện lỏng, viêm ruột già, đái són. Màng mề gà có tác dụng tiêu thực tương đối mạnh, nên đầy bụng khó tiêu do ăn quá nhiều thịt hay quá nhiều chất bột, nhiều kẹo bánh sữa thì sử dụng màng mề gà. Ngoài ra, màng mề gà còn giữ để chữa di tinh, mộng tinh, chữa đái dầm, tiểu tiện nhiều lần, có tác dụng làm tan sỏi thận. Lương y Trung cho biết có thể sử dụng màng mề gà làm các bài thuốc thêm nếu không uống trực tiếp vì nhiều người sợ bộ phận này bẩn. Khi đó, có thể uống cùng các loại thuốc khác để nâng cao hiệu quả. Chỉ cần làm sạch, sấy khô, có thể sắc thành bột, mỗi ngày uống từ 6 đến 12 gram sẽ có sức khỏe dồi dào, lương y Trung chia sẻ. Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, người bình thường cũng có thể thi thoảng ăn một chút màng mề gà, có tác dụng tăng cường sức khỏe, tốt cho lá lách, dạ dày, điều hòa gan, còn có thể phòng ngừa sỏi thận. Loại màng tốt có màu vàng nâu, trên mặt có nhiều vết nhăn dọc, khi phơi khô rất dễ giòn, dễ vỡ vụn. Vết bẻ có cạnh bóng. Khi dùng, đem sao với cát cho phồng lên. Lấy ra, dây bỏ cát là được, bảo quản nơi khô ráo, kín, tránh đè nặng làm vỡ nát. Màng mề gà đặc biệt hiệu quả trong việc làm mềm các vật thể, bao gồm thức ăn, sỏi thận, thậm chí cả một vài bộ phận mô cứng trong cơ thể người, ví dụ như hạch do tuyến sữa tạo nên, u bướu, xơ gan. Chúng ta đều biết gà không có răng, tất cả thức ăn khi gà nuốt chửng vào muốn tiêu hóa được đều dựa vào tài năng và sức khỏe của màng mề gà.
Màng mề gà có sức mạnh và độ bền đến nỗi có thể chống cự một cách an toàn khi tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có nhiều đá sỏi. Vật cứng mà gà ăn hàng ngày. Khả năng đặc biệt này của màng mề gà giúp cho nó không bao giờ bị sỏi, tỳ vị hay gan mật, mặc dù thức ăn của gà mổ rồi nuốt vào không phải lúc nào cũng an toàn. Từ đặc điểm này, từ xa xưa, các chuyên gia đông y đã nghiên cứu và áp dụng vào việc chữa bệnh khá phổ biến và hiệu quả. Dưới đây là những bài thuốc chữa bệnh với màng mề gà. Màng mề gà chữa dạ dày lạnh ướt, suy nhược. Màng mề gà là vị thuốc có tính bình, có tác dụng làm chuyển hóa linh hoạt công năng của lá lách, giúp dạ dày khỏe mạnh, giải quyết tình trạng tỳ vị lạnh hàn, suy nhược. Cách sử dụng. Trong cuốn Y học Trung tâm Xây Lục hướng dẫn rằng dùng các nguyên liệu gồm bạch chuột 200g, gừng khô 100g, màng mề gà 100g, thịt táo nấu chín 250g. Tất cả nấu chín kỹ, làm nhuyễn rồi trộn thành hỗn hợp cho thật đều. Vắt nặn thành miếng nhỏ, mỏng như bánh, sao sấy khô trên than hoa. Khi bụng đói, có thể làm thành món ăn vặt giúp điều trị bệnh tỳ vị hàn lạnh vô cùng hiệu quả. Tiêu tích bài sỏi. Chuẩn bị 30g bột mề gà, 200g măng, 30g mộc nhĩ đen và mề vịt thái mỏng. Cho tất cả nguyên liệu vào chảo, sao cùng 10g gừng, 20g hành và một chút rượu. Đến khi chín đều là cho ra đĩa, ăn cùng. Kinh ít do huyết hư. Nấu canh với 15g bột màng mề gà, 150g thịt gà và 100g mướp. Thêm vào một chút muối và gừng tươi, đun với lửa vừa. Sau đó, đổ canh ra tô, ăn với cơm. Áp dụng bài thuốc này trong nhiều ngày sẽ giúp điều hòa kinh nguyệt. Trẻ bị tiêu chảy, suy dinh dưỡng, dùng cho trẻ trên 1 tuổi. Màng mề gà 1 cái, hoài sơn 30g, cho 2 nguyên liệu này vào chảo, xào vàng rồi tán thành bột. Cho vào nồi 50g gạo nếp nấu thành cháo. Đổ cháo ra tô, cho vào 5g bột màng mề gà và hoài sơn, cho trẻ ăn 1 đến 2 lần trên 1 ngày. Đối với trẻ suy dinh dưỡng, nên kiên trì áp dụng bài thuốc này liên tục trong 1 tuần để mang lại hiệu quả tốt nhất. Trẻ biếng ăn, dùng cho trẻ trên 1 tuổi. Màng mề gà 1 cái, lươn 1 con, lươn làm sạch, luộc chín, rồi tách lấy phần thịt, bỏ xương. Màng mề gà làm sạch, rồi cho vào nấu cùng với thịt lươn. Khi canh chín, cho trẻ ăn cùng cháo ấm, sẽ giúp điều trị biếng ăn, còi cọc. Ho gà. Màng mề gà 10g, sao vàng thành bột, mật ong 50g, tỏi 10 nhánh ép lấy nước, mã thầy 500g ép lấy nước, cho tất cả vào nước, lượng vừa phải đun sôi, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 thìa con. Chữa cam tích, bụng đầy, ít ăn, đái rắt, đái buốt. Màng mề gà sao 60g, tán bột mỗi lần uống 4-6g, ngày 2 lần với nước cơm hoặc nước ấm. Trị viêm xoang miệng, viêm lợi, viêm hạnh nhân. Màng mề gà 16g, kim tiền thảo 20g, uất kim 12g, hồ tàu 20g, hải kim sa 20g. Sắc uống có tác dụng trị sỏi mật, sỏi thận. Ngoài ra, có thể dùng màng mề gà nghiền thành bột mịn, có thể trộn với mật ong thành thuốc cao bôi, trị cước mùa đông. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, màng mề gà rất cứng, khó nghiền nát, không thể ăn sống mà phải nấu cùng thức ăn với cơm. Ví dụ màng sao, hấp lươn hoặc nấu cháo. Tiếp theo thì hãy cùng vào bếp Về Ăn Tâm Sống Khỏe để xem màng mề gà có thể chế biến như thế nào để sử dụng và tận dụng những công dụng tuyệt vời được ví như là đông trùng hạ thảo của thực phẩm này nhé. Cách ăn mề gà cũng không có quy định cầu kỳ, chỉ cần làm chín rồi nghiền nhỏ là có thể ăn. Do là bộ phận tiếp xúc với phân gà nên yêu cầu đặc biệt là phải vệ sinh sạch sẽ. Tốt nhất là khi mổ gà xong thì phải lấy màng và xử lý tươi sống ngay lập tức. Ngoài ra còn phải chọn màng của những con gà khỏe mạnh, không bị ốm bệnh. Màng mề gà hấp trứng. Món ăn này rất ngon và đặc biệt tốt cho người già, trẻ nhỏ, những người dạ dày yếu, có tác dụng bổ lá lách, tiêu hóa tốt. Cách làm món giống với hấp trứng thông thường, đánh đều trứng với chút muối và bột mề gà, thêm ít nước sôi rồi khuấy đều để tăng độ xốp mềm của món ăn. Sau đó cho vào nồi hấp khoảng 20 phút,
Đến khi gần chín thì cho hạt kỳ tử vào rồi tắt bếp, ăn nóng ấm. Cháo mề gà. Đây cũng là món ăn giúp cải thiện hệ tiêu hóa và dễ thực hiện, dễ ăn. Cho thêm gừng và khoai mỡ vào hầm khoảng 1,5 giờ. Sau đó thêm chút gạo và ninh nhỏ lửa đến khi gạo chín mềm thành cháo. Thêm gia vị hành hoa cho vừa miệng. Món ăn cho mùa hè. Màng mề gà, khoai từ, cháo lươn. Người muốn chăm sóc để dạ dày khỏe mạnh, bồi bổ, bổ thận ích tinh, chăm sóc sức khỏe tổng thể, hạn chế bệnh di tinh thì nên nấu món cháo màng mề gà và lươn để cải thiện tình hình. Món ăn này có tác dụng bổ huyết, kiện tỳ, được xem là món cháo quý trong mùa hè, đặc biệt phù hợp cho người già và trẻ nhỏ. Nguyên liệu: khoai mỡ, củ từ 30g, màng mề gà 10g, lươn 300g, gừng 3 lát nhỏ. Cách nấu: nguyên liệu trên ngâm nước, rửa sạch, sơ chế, dùng nước nóng hoặc nước muối để bảo quản cho sạch. Sau đó rửa sạch bằng muối, đun nóng dầu ăn, cho gừng vào phi thơm, rót thêm một chút rượu trắng để khử mùi tanh. Sau khi xào qua với dầu và gừng, rượu thì đổ sang nồi hầm, thêm khoảng 2 lít nước và một chút gừng tươi. Tiếp tục nấu nhỏ lửa trong khoảng 1 tiếng, thêm muối và ăn khi nóng ấm. Số lượng trên dùng cho khoảng 2 đến 3 người ăn. Nếu một người ăn thì chia thành 2 đến 3 lần ăn tùy nhu cầu. Món ăn cho mùa thu: màng mề gà, táo tàu, trứng gà. Nguyên liệu: màng mề gà 12g, nếu bạn không tự làm được thì có thể mua ở các hiệu thuốc đông y. Táo tàu khô 5 quả, trứng gà 1 quả. Cách nấu: cách sơ chế màng mề gà như trên, táo tàu cắt bỏ hạt, để tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm một bát nước và nấu. Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, nấu trong khoảng 5 phút. Vớt trứng ra bóc vỏ, tiếp tục cho vào nồi nấu thêm 15 phút. Thêm một chút đường đỏ hoặc muối, tùy thích ăn ngọt hay mặn. Thực ra, công hiệu mà màng mề gà không chỉ đơn giản là hỗ trợ tiêu hóa. Nó còn là một vị thuốc đông y, cũng là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thường ngày tốt nhất. Hơn nữa, lại có rất nhiều tác dụng mà trong mỗi nhà nên chuẩn bị sẵn. Chỉ cần nghe cái tên kê nội kim là đã biết người xưa coi trọng nó đến mức nào, coi nó là hoàng kim trong toàn bộ cơ thể con gà. Nó thực sự không hề hổ danh với cái tên rất đẹp này. Màng mề gà còn có tác dụng lớn hơn, đó là làm tan sỏi thận. Ngay cả đá cũng có thể mài mòn thì chắc chắn nó có công hiệu tiêu tan sỏi thận rất tốt. Giống như những bệnh nhân mắc bệnh về sỏi ở mật, sỏi thận, sỏi ở bàng quang, thường xuyên ăn màng mề gà rất tốt cho việc trị liệu. Kê nội kim là vị thuốc không thể thiếu trong việc chữa trị chứng sỏi gan của đông y. Gan và mật là hai bộ phận thường chăm sóc lẫn nhau, và chỉ cần giữ nó có một lá gan và lá lách khỏe mạnh thì mới có điều kiện giải quyết các vấn đề về mật. Mà kê nội kim thông qua chính việc điều dưỡng gan và lá lách khỏe mạnh mới có thể cải thiện chức năng của mật. Với những người không có điều kiện nấu ăn ở nhà thì có thể dùng máy nghiền thuốc đông y gia dụng, nghiền nhỏ sau đó đựng vào bình. Mỗi ngày khi ăn cơm lấy ra khoảng nửa thìa để ăn. Màng mề gà có tác dụng rất tốt cho gan và lá lách. Vì vậy nếu bạn không thường xuyên ăn nó thì đến mùa xuân nên chịu khó ăn một chút. Vì mùa xuân là thời điểm thích hợp nhất để điều hòa gan và lá lách. Thưa quý vị, không phải ai cũng có đủ điều kiện để sử dụng đồng trùng hạ thảo. Vậy nên, mọi người đừng vội bỏ qua thần dược màng mề gà để tận dụng những công dụng cực kỳ tuyệt vời từ chúng.